do ấn tượng. Và sau đó nếu có lần hai là do không sai cú. Nếu anh nhắn cho em lần ba là anh đang tuấn vương. Còn nếu mà có nhắn lần bốn sẽ đen là like you. Ba câu đầu đủ làm em đậu như là hai cú. Phải lặp lại câu cuối hai lần em ơi I like you. Người như em thì chỉ có một, I'm losing my cool. Quay trở về số không còn tim ngừng đập bên my boo. Em làm tim đến mất một nhịp đã anh làm đơn kiện. Nói với em tặng lời hàm mỹ là do anh thơm miệng. Đoạn này anh em flow nhanh cho nó mau đó. Bởi vì em chính là nàng xuân anh nói cơm điện. Nếu còn lo là anh đào hoa thì em mới có bao giờ. Hay ở bên cạnh anh baby one more hour. Kim điện để đợi tiền bíp bíp. Gửi bài hát anh viết viết. Để nói cho tình yêu anh ta sẽ nở ra cùng gì. I'll be gone. Không em liệu mà có thể tin này đó chỉ toàn lời đường mật. Mới gặp phải ba hôm trước, mình cần nhiều thời gian hơn để em biết anh muốn đến với em bằng cả tấm lòng. Take it slow vì em là con gái nên phải suy nghĩ hơi lâu đấy. Please đừng vội nói chỉ nói lời ngoài tai. Em sợ ông bướm sẽ về lấy anh, lấy anh, lấy. Cho anh xem tay, em sẽ ngã vào lòng của anh ngay đêm nay. Nếu anh là thần suy em là một đêm say. Vì anh như là cân đấu vân của em thì trên mây. Mang hình ảnh anh đây thì kiếm em như là Google. Kiệt tác không phải là doodle. Ứng cử bên Juliet thì anh đăng ký gọi anh Romeo. Với nụ cười đơn đi phải lưu giữ trong viện bảo tàng. Cư xử như vị hào hán và lịch sử thuộc diện lão làng. Rồi bước đến bên em anh không phải đi sai đâu. Bảo vệ em có đêm muốn chán anh thuộc về G.I. Joe. Anh có một ý là uống hành ly rồi tài lên ban câu. Hai đôi môi cũng chặt chờ đến khi mai sau. Dù không phải là vì đã bên em làm anh yêu hết lần. Cứ yên tâm là sẽ vui lòng vì tim anh đây có sai. Em chỉ là lý do khiến anh đây rap lớp. Lý do duy nhất làm em sẽ yêu anh ta là hiểu thức hai. Get it. Take it slow vì em là con gái nên phải suy nghĩ hello đây please.